Chào các bạn, mình là Mr. Hari và mình đã trở lại với một version khác, Mr. Hari và cộng đồng LGBT. Các bạn ơi, mình nói gì mình quên rồi. À, thông thường Mr. Hari sẽ là người chủ tọa của topic là tình duyên bạc và công việc ở trong Hari Oracle Room. Nhưng mà Mr. Hari còn là gọi là người dẫn chương trình của topic LGBT. Đây là một cái series rất là hấp dẫn cho Mr. Harry tự mặc cảm mặc định là như vậy thôi. Và hy vọng rằng á cái những cái topic của cái câu chuyện của Mr. Harry chia sẻ sẽ làm cho cộng đồng LGBT của chúng ta trở nên ngọt ngào hơn và sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng mà các bạn cũng phải thông cảm cho Mr. Harry, tại vì á Mr. Harry vừa phải làm chủ đề về công việc, tiền bạc, và Mr. Harry không thể nào ra quá nhiều cái clip LGBT liên tục được, nên đâu đó một tuần Mr. Harry chỉ có thể ra 2 đến 3 clip thôi. Còn phần còn lại thì các bạn có thể tìm mấy cái thông điệp chung chung của Madam T nha các bạn. Rồi, bây giờ Mr. Harry sẽ bắt đầu với chủ đề mà các Mr. Harry đã hứa với các bạn trong clip trước, đó là làm sao để crush biết được mình thích người ta nha. Tại vì Mr. Harry cũng muốn hoàng tử của market thích Mr. Harry mà. Hôm nay Mr. Harry có thêm một version mới, đó là tiểu yết, thiên yết nha các bạn, chân mệnh thiên yết nha. Và đâu đó chắc cũng có thêm cả kim ngưu nữa, và có thêm cả sử nữ, và có thêm cả Vậy thiên má. bình, và có thêm cả bạch dương, và có thêm cả Chọn mày hết 12 cung đi với ta Harry. song ngư nữa, và có thêm cả nhân mã. Mr. Harry chỉ có nhiêu đó thôi, có khoảng 6-7 người gì đó, thì làm sao mà người ta biết được Mr. Harry thích họ đây. Tưởng tượng các bạn cũng vậy thôi. Vậy thì Mr. Harry sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện làm sao mà chúng ta lựa chọn cách nào để cho người ta biết được rằng mình thích người ta nha. Mr. Harry có 3 tụ bài, đó là mèo trắng, mèo mé meo, vị thiên thần, và lá bài Oracle tình yêu, Love Oracle nha. Chúng ta sẽ có 5 5 giây để các bạn lựa chọn người nào, cái tụ nào các bạn thích, và Mr. Harry sẽ bắt đầu sau 5 giây nữa. Bây giờ Mr. Harry sẽ chiêm nghiệm cuộc đời đây. Ok, Mr. Mary chiêm nghiệm xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tụ đầu tiên là tụ màu hồng nhé. Mr. Harry quên mất chọn tụ nào rồi. Thôi chọn đại tụ 3 đi. Tụ 3. Chúng ta sẽ bắt đầu với thiên thần nha các bạn. Tụ màu hồng nha. Tụ màu hồng. Express your love. Tất nhiên. Go ahead and make the romantic. Kỳ lắm luôn. Trust, trời ơi, thích vãi nồi. Thằng lằn, Seven of String, Gecko, Gecko. Đây là thằng lằn nhà nha các bạn. Be assertive, believe in yourself and don't let anyone take away your personal power. Đây là ba bài bị gậy nha các bạn. Summer, Acts of Summer, Chim bồ câu, Dove. It's beginning of new emotion, experience of joy. It may be the first blush of romantic love, reverse of your current relationship, or the weaker spirits of gift inside. Hey, Summer. Chúng ta có hai tiền, ba cúp, bốn kiếm. Rồi, ok, Mr. Harry sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của tụ bài này nha. Nếu như á, mà các bạn muốn cho Rose, các bạn biết được các bạn thích Rose cách nào á, thì nếu những người chọn tụ bài này thì có lẽ lời khuyên là có hai cách, là mặt dày và mày dạn. Có nghĩa là các bạn phải đeo bám Rose các bạn trên mọi phương tiện. Thí dụ như là các bạn chat Facebook, giả như hỏi là hello, khỏe không nè, đang làm gì đó nè, đó mỗi ngày nha. Hoặc là các em ta có thể hỏi là ủa sao lâu rồi không gặp,
muốn gặp bố nè, nhớ lắm luôn. Đó, dạng như vậy thì gọi là đeo bám, giống như con thằng lằn vậy đó bạn. Catch go. Hoặc là chúng tôi có đô, các bạn có ad cup và các bạn có niềm tin. Nhìn chung tổng thể trên cái tụ bài này nói là các bạn phải tự tin vào bản thân của mình. Và các bạn phải dám nói những gì các bạn muốn. Giống như là một số trường hợp á, mình Mr. Harry thấy rất là nhiều các bạn trẻ bây giờ, có một số bạn trẻ là tự ý tỏ, có thể là mạnh mẽ dám tỏ tình. Thì đúng rồi, mình dám chơi thì mình dám chịu, mình cứ tỏ tình với người ta thì người ta không thích thì chịu thôi, chứ làm sao giờ, mình đâu có thể ép được người ta. Tuy nhiên các bạn hãy tỏ tình với người ta, các bạn sẽ có những phần trăm cơ hội. Quẻ này nói là các bạn phải dũng cảm lên, phải mạnh mẽ lên để mà đạt được cái mục đích của mình. Và quẻ này nói rằng hãy đeo bám, hãy tin vào bản thân của mình và hãy nói cho người ta biết bạn thích người ta như thế nào. Mr. Harry thấy ở đâu đó là các bạn có thể nói những cái dịp nào đây, trong những chuyến đi nè, đây, trong những cái gặp gỡ nè, hoặc là trên giường. Đó là cái bệnh, nói chung là cái nơi mà yên tĩnh đó các bạn. Thí dụ như các bạn đến yên tĩnh, Mr. Harry lúc nào cũng nghĩ đến chuyện giường chiếu thôi. Nhưng mà thật sự là khi mà yên tĩnh thì các bạn nói ra thì đâu đó nó sẽ tạo ra cái sự romantic. Các bạn phải tin vào bản thân các bạn. Các bạn phải nói cho họ biết là các bạn muốn họ đến cỡ nào, các bạn thương họ đến cỡ nào. Chỉ không đơn giản là các bạn chỉ muốn họ và các bạn ứng nhau, mà các bạn phải muốn là hai trái tim cùng hòa điệu nha các bạn. Và Mr. Harry tin rằng để các judge của các bạn biết được các bạn thích họ thì các bạn phải tin vào bản thân mình là cái điều đầu tiên. Sau đó là các bạn phải nói cho họ biết là các bạn thích các bạn họ đến cỡ nào. Và cái thứ ba là các bạn phải mặc giày, là các bạn phải giày thật. Họ sẽ có từ chối đó, nhưng mà cứ bạn họ từ chối một thì các bạn cứ tấn công 10, họ sẽ ghét các bạn luôn, nhưng mà bạn vẫn phải tấn công. Đó là lời khuyên của những người tụ số 1 và hy vọng rằng các bạn sẽ sớm đón nhận được tình yêu của Rush của mình nha. Quẻ này tốt á. Chúng ta sẽ đến với tụ thiên thần, tụ số 2 nha các bạn. Communicate clearly. Worth waiting, divine times and what in your love life. Peacock, release. It's time to release the past and move for something new. Rồi, ok. Queen of Spring, talent, brilliant, independent, charming, persistent card. Don't underestimate your ability, manifest your dream. Ok, chúng ta có thêm là Page of Cup, bánh xe số mệnh và Hierophant. Ok, với những người các bạn mà chọn tụ bài số 2 này á, thì Mr. Harry có một lời khuyên rất là chân thành đó các bạn, là nếu như các bạn có một cái rush và các bạn muốn tỏ tình, muốn thể hiện tình cảm và muốn rush biết được tình cảm của các bạn á, thì có hai cách để các bạn có thể làm điều đó. Theo quẻ này, vũ trụ chúng ta chỉ các bạn hai cách. Một, cách thứ nhất nha các bạn. Cách thứ nhất là các bạn chờ đợi, bởi vì thời điểm các bạn đang coi cái quẻ này á, nó chưa phải là lúc để các bạn có thể nói với crush của bạn là bạn thích người đó. Mà crush các bạn á, là những cái người mà thích những cái sự tỏa sáng. Đó, các bạn đam mê cái việc mà muối, các bạn thích ăn mặn, có nghĩa là các bạn phải mặn mà một tí. Các bạn phải có một cái gì đó vượt trội hơn so với những người khác. Bởi vì nếu như các bạn chọn những cái tụ này thì crush các bạn là những người thiên về sự hâm mộ trước rồi mới đầu thích sau. Nên các bạn cứ nói là các bạn thích đi, rồi các bạn kệ nó. Bắt buộc quẻ này là cái quẻ các bạn phải nói ra rồi các bạn mặc kệ. Rớt các bạn sẽ quay ngược trở lại tán tỉnh các bạn, thì các bạn mới có thể thành công trong chuyện tình cảm này. Nếu như các bạn không thể nào chủ động một cách điên dại như tụ số 1 được, là đeo bám, là xỉa sói, là mứng, là làm đủ trò để mà rớt các bạn, mê các bạn, rồi mặc giày chửi các bạn vẫn giày mặt, các bạn vẫn nhào vào đó, thì không thể nha các bạn. Tụ 2 là cái tụ mà gọi là chảnh chọe, chim chích chè chảnh chè, có nghĩa là các bạn phải thật là chảnh. Các bạn phải em thích anh đó, hoặc là tao thích mày đó, hoặc là anh thích em đó, hoặc là chị thích em đó, hoặc là em thích chị đó, mà nói chung là cái gì cũng được, nói chung là mình thích nhau đó. Rồi các bạn
nói cho người ta biết vậy thôi, các bạn kệ đi. Rồi các bạn cứ việc làm mình tỏa sáng, mình tham gia vào các hoạt động như nghệ thuật, tham gia vào các cái lớp học để mà nâng cao cái kỹ năng của mình, hoặc là coi Harry Oracle Room để mà nghiên cứu cái chủ đề 18 cộng, hoặc là cái gì gì đó cũng được, miễn là các bạn thể hiện cho người ta biết là các bạn là người skillful đến cỡ nào và các bạn là cái người thích người đó là bởi vì người đó đặc biệt trong mắt của các bạn, chứ các bạn không ế. Tụi một là các bạn khẳng định các bạn ế, các bạn chỉ có người đó thôi. Và tụi hai các bạn không là skillful và các bạn không ế. Bạn thích người đó là bởi vì hai trái tim đã hòa nhịp và bạn nhìn thấy được cái điều bạn cần, một cái người bạn cần thật sự để mà cho bạn hạnh phúc, cũng như là bạn offer cái hạnh phúc cho cái người đó. Đây là một quan hệ cân bằng nha bạn. Và đó là cái cách mà tốt nhất để cho bạn với crush của bạn có thể biết với nhau, và crush các bạn có thể biết được tình cảm các bạn. Crush các bạn chỉ biết được tình cảm các bạn khi nào các bạn thật sự để cho crush các bạn chủ yếu tập trung cua bạn. Rồi ok, nói chung là cái quẻ này là quẻ ngược, nghiệp quật đó các bạn. Các bạn bắt buộc phải để cho rớt, các bạn bị nghiệp quật. Còn nếu không rớt, các bạn sẽ không biết được rằng trái tim của mình dành cho ai đâu. Tại vì thật ra là khá là confused. Vậy thì chúng ta sẽ đến với tụ thứ 3 nha các bạn. Mr. Harry cũng tò mò chọn tụ thứ 3, không biết tụ thứ 3 có cái gì, nên Mr. Harry quyết định là lấy một cái lá bài màu hồng trước. Lo lắng quá, mở lên. Deception. Sometimes a wedding face wear mask. Sometimes is wearing a face shell mask in this reason. Huh? Someone, huh? Okay. Deception. Deception là gì? Lừa dối. Ôi trời đất ơi. Diễn. Phải diễn. No need to worry. Your relationships may distant from narcissists. All the gift and God presents you. Be open to. Okay. Lá bài rùa. Huyền vũ. Lá bài này gọi là huyền vũ nha các bạn. Fires of winter. College dogs. Your current fast isn't leading you toward a happiness. So why is not changed? Always maintain integrity and compass. But it allows the hidden. Temperance. Tám tiền và image. Ok, nếu như các bạn giống như Mr. Harry, người lựa chọn tụ bài này, thì các bạn ơi, làm sao để rush các bạn biết được là các bạn thích họ? Thì quẻ này nó là một cái quẻ mà Mr. Harry không biết giải quyết như thế nào, bởi vì nó cứ chồng chéo như thế nào ấy. Nhưng mà câu chuyện đặt ra là như thế nào? Có hai cái cách mà Mr. Harry cũng như những tụ kia đều cho hai cái phương pháp. Thứ nhất là mặc kệ. Thật ra cái tụ này là cái tụ rất mặc kệ luôn các bạn. Được thôi. Nó không có cái gì gọi là bị áp lực cả. Bạn chẳng lo lắng gì cả. Bạn diễn mỗi ngày. Ừ, có lẽ là bạn chưa thích người đó lắm đâu. Thật sự là như vậy. Nhưng mà xung quanh bạn không có một ai hết, thì bạn cứ thích cho vui thôi. Và bạn thích có một ai đó bởi vì bạn cô đơn. Nhưng mà các bạn biết không, cô đơn chính là món quà dành cho các bạn. Bởi vì á, các bạn sẽ gặp được một cái người phù hợp với các bạn trong khi mà bạn đi làm. Nhưng mà crush, nếu mà trong trường hợp này á, crush của các bạn là như thế này nha. Các bạn làm cho crush, các bạn thích các bạn nha. Các bạn phải diễn. Có nghĩa là vai trò các bạn là xoa dịu niềm đau của crush. Các bạn càng ở bên cạnh bao nhiêu, các bạn xoa dịu niềm đau, họ sẽ không bao giờ đến bên các bạn khi các bạn vui đâu. Chỉ khi nào họ gặp vấn đề họ mới xuất hiện với các bạn thôi. Lúc đó các bạn sẽ, họ gặp vấn đề, họ là cảm thấy họ bị cãi vã, hoặc là bị ganh ghét với ai, hoặc là nói chung là cuộc sống của cả các bạn, người đó nó bị stress á, họ sẽ tìm đến các bạn. Họ sẽ đến coi các bạn diễn kịch để cho họ vui, để cho họ vượt qua được những cái gian nan trong cuộc sống. Nói chung là mua vui cho crush. Thời gian dài, các bạn phải kiên nhẫn nha. Day by day, time by time. Giống như đây, tiết độ có nghĩa là cân bằng lại, chia sẻ. As a pentacle thì giống như là đang làm thuốc vậy đó bạn. Cứ nhẹ nhàng, cẩn thận, skillful từng chút một. Và image có nghĩa là
chữa trị. Hermes còn có nghĩa là chữa trị, nhưng các bạn không phải là cô đơn không, các bạn sẽ chữa trị tinh thần cho người đó. Và các bạn làm như thế một thời gian dài, trust các bạn sẽ biết được rằng bạn yêu họ đến cỡ nào. Bởi vì các bạn chọn tụ ba là những người hoàn toàn không có vẻ bề ngoài. Các bạn chỉ có được một cái trời cho là các bạn có được vẻ đẹp thiên thần, thánh thiện, thuần khiết, tuyệt vời bên trong. Và giống như Mr. Harry đó, các bạn rất là thuần khiết các bạn à. Và crush nào mà thích các bạn thì phải thích thật sự ở bên trong. Bởi vì các bạn thấy không, con rùa thì nó có cái gì đâu ngoài cái mai của nó thụt ra thụt vô. Bây giờ các bạn ngồi trong rừng trong rú thì làm sao mà ai biết được các bạn đẹp như thế nào. Các bạn không có được rõ như những cái tụ khác. Và các bạn còn phải đeo mặt nạ, tức là các bạn phải diễn cái vai của người khác. Các bạn là giống như người thay, giống như dạng người thay thế hay là một cái vai diễn nào thôi. Chứ Mr. Harry nói thiệt sự là khó mà để cho Rush các bạn cảm thấy được rằng bạn hấp dẫn ở chỗ nào. Bởi vì bạn không giống như tụ hai, bạn không rực rỡ như người tụ hai. Bạn chỉ có được một cái gọi là xoa dịu tâm tinh thần thôi. Nếu người nào thật sự tin các bạn và yêu các bạn từ bên trong, chắc chắn họ sẽ yêu các bạn. Còn nếu như người nào không yêu các bạn thì các bạn nên bỏ đi, bởi vì họ không xứng đáng với các bạn đâu. Ok, vậy thì hy vọng rằng những cái trải bài của Mr. Harry đó chính là những câu chuyện. Liệu chúng ta có nhìn thấy chúng ta được ở trong đó hay không thì Mr. Harry không biết. Và đâu đó các bạn hãy tìm những bài học và những kinh nghiệm của người đi trước ở trong đó để mà có thể cho crush các bạn biết được rằng các bạn yêu họ đến cỡ nào và quan tâm họ đến cỡ nào. Nhưng các bạn ơi, các bạn có biết không, cộng đồng màu tím chúng ta sẽ có một trường hợp là dù các bạn có yêu hay là không yêu thì các bạn cũng thường hay bị chịu những cái đau khổ. Ừ, mà Mr. Harry cũng không biết đau khổ là gì, tại vì Mr. Harry trai lắm rồi. Các bạn sẽ nỗi buồn, bởi vì thật sự mà nói thì đôi khi các bạn sẽ bị yêu lầm trái thẳng. Thì đôi khi họ cũng sẽ không có gọi là thẳng ra thẳng cái thẳng, thì họ sẽ không có yêu các bạn lại đâu. Và rất khó lắm để mà họ thật sự yêu các bạn. Thì đây chính là trường hợp của tụ ba, trường hợp là mưa dầm thấm lâu. Thật sự là như vậy luôn các bạn. Các bạn phải diễn vai của người khác, nữ viễn vai nam, nam phải diễn vai nữ, rồi tùm lum tà la hết, coi như là không có một cái gì là của mình cả. Thật ra là các quẻ bài khác là Hermes á, mà trong rừng là luyện tập, là tập thuật biến hình đó các bạn. Như vậy nha, thì hy vọng rằng Mr. Harry sẽ đã chia sẻ những câu chuyện của các bạn. Mong là các bạn sẽ có được một cách nào hoặc là những cái skill nào để mà cho rất các bạn biết rồi mình thích các họ tới cỡ nào nha. Và nếu các bạn hãy thích chủ đề này thì hãy like, share, subscribe. Và Mr. Harry cứ nhắc đi nhắc lại một điều rằng đây là series dành cho các bạn LGBT và boy love hoặc là girl love. Nên các bạn hãy coi với một cái tinh thần gọi là thoải mái và chia sẻ, chứ đừng có coi với một cái tinh thần là gây áp lực và đưa những thông điệp mà gây sốc cho cộng đồng. Cảm ơn các bạn. Xin hãy like, share, subscribe và bấm biểu tượng chuông để mà nhận thêm những thông báo của series này nha. Tạm biệt các bạn. Chú.